Đây là cái loa đeo cổ xài Bluetooth. Thì anh em thấy rằng là khi mình đeo như vậy thì cái loa nó rất gần tai mình. Do đó là âm thanh phát ra từ nó sẽ được đến thẳng tai mình. Và những người xung quanh sẽ không nghe nó được như là mình nghe. Có thể họ sẽ không nghe hoặc có thể họ sẽ nghe rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ nói với anh em xem là cái công việc nào thì cần sử dụng cái tai nghe này. Và những cái lưu ý gì khi anh em muốn mua cái tai nghe thì anh em cần quan tâm. Rồi, xin mời anh em. Mình thấy cái công việc đầu tiên cần sử dụng cái loa đeo cổ này đó là cái công việc của một bạn tổng đài viên. Tức là các bạn cần phải nói chuyện điện thoại với khách rất là nhiều. Do đó một, các bạn sẽ đeo cái tai nghe như vậy, nó sẽ rất là nóng tai và nó cộm, khó chịu. Hoặc các bạn cầm cái điện thoại, nói chuyện điện thoại, nó cũng sẽ rất là vướng víu. Hoặc mở speakerphone thì lại rất là lớn. Do đó đeo một loa ở trên vai như vậy, các bạn có thể nói chuyện thoải mái. Bởi vì không có cấn tai, không có kín tai, các bạn nghe âm thanh từ đây ra nó cũng rất là tự nhiên. Do đó là cái công việc mà mình thấy là nó phù hợp nhất. Một là anh em làm tổng đại viên, hai anh em vì công việc gọi tỏa rất nhiều trong một ngày, bán bất động sản, bán tiền ảo hay là bán tài chính ngân hàng gì đó, thì anh em cần cái tai này, nó giúp cho anh em nhẹ nhàng hơn khi anh em gọi điện thoại. Thứ hai là anh em có thể đeo để xem phim. Một bộ phim nó có thể là nửa tiếng 45 phút là phim truyền hình, nó có thể là 1 tiếng 2 tiếng là phim bình thường. Do đó là nghe bằng cái loa tivi hoặc là nghe bằng cái loa ngoài sao ba gì đó, nó có thể là ảnh hưởng đến những người khác. Còn anh em đeo cái tai nghe chuyên để coi tivi hoặc là Apple AirPods đó, thì cũng được thôi. Nhưng mà đeo lâu thì nó sẽ nóng và nó sẽ nặng đầu. Khi anh em ngồi trên cái ghế sofa, anh em đeo một cái như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh em vẫn nghe được cái âm thanh của cái phim. Một số cái tai nghe nó hỗ trợ kể cả Dolby Atmos hoặc Spatial luôn. Thì cái đó là tai nghe Sony khi nó được kết nối với lại tivi của Sony. Đó. Còn cái tai nghe bình thường như vậy thì nó sẽ nghe được stereo thôi. Mình nghĩ rằng là anh em coi phim hoặc là anh em coi talk show ở trên TV thì chủ yếu nó sẽ là âm thanh nói chuyện thôi. Cái này nó thể hiện được rất là tốt. Hoặc là anh em ngồi ở trong văn phòng nhưng mà anh em thích coi YouTube, anh em thích coi phim, anh em thích lướt TikTok mà anh em không muốn ảnh hưởng quá đến những người xung quanh, thì đây cũng là một cái giải pháp cho anh em. Hay anh em chỉ là đơn giản là một người thích nhạc, thích lúc nào xung quanh anh em cũng có âm nhạc, hoặc là anh em thích những âm thanh núi rừng mưa gió tự nhiên gì đó, những tiếng lào xào gì đó, anh em bỏ vào điện thoại để anh em phát cho nó, thì lúc nào nó cũng sẽ vang vọng trong tai anh em, rất là thú vị. Bây giờ mình nói về những cái lưu ý gì khi anh em quan tâm đến cái tai nghe này, anh em cần để ý ha. Thứ nhất là cái tai này nó sẽ có hai kích thước. Cái mình đang đeo là một cái kích thước nhỏ ha, nó có một kích thước lớn hơn, giống như cái Sony mình có để trong bài của mình. Các hãng hầu như đều làm hai cái kích thước đó. Do đó là khi anh em mua, nhớ quan tâm đến cái kích thước và cái trọng lượng của nó. Bởi vì như mình á, thì mình đeo cái này mình thấy rất thoải mái, nhưng mà cái to hơn thì mình không đeo được, bởi vì nó quá nặng, quá cồng kềnh. Như vậy anh em có thể đeo cái nặng thì anh em vẫn cứ nên đeo, bởi vì cái nặng thì thường thường nó sẽ loa to hơn, nó nhiều pin hơn, cấu hình nó tốt hơn, nó mắc tiền hơn. Còn cái này thì nó sẽ rẻ hơn, nó nhẹ hơn. Nhưng mà cũng không cần phải căng thẳng quá về cái chất lượng âm thanh, bởi vì đơn giản nó là một cái loa ở vai thôi. Nó sẽ không mang lại cái âm thanh quá sắc sảo, âm thanh quá tốt được. Có thể chấp nhận hy sinh cái chất lượng âm thanh của cái loa lớn để chúng ta mua cái loa nhỏ, thì như vậy chúng ta có được cái sự thoải mái nó tốt hơn. Lưu ý thứ hai, anh em không có dùng cái tai này cho trẻ em hoặc là người nào đang bị thoái hóa cột sống ở mấy cái đốt cổ. Bởi vì cho dù nó nhẹ thì nó vẫn nặng khi anh em đeo trên vai. Do đó đừng có bắt con nít nó đeo cái này, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Và khi anh em ngồi quá lâu, anh em đừng đeo cái này, đặc biệt là cái nặng, bởi vì để giảm cái khả năng đè nặng lên cái đốt xương cổ của anh em. Cái này người xung quanh vẫn nghe được nếu anh em bật lớn trong một cái không gian nhỏ, hoặc là cái người kế bên nó ngồi quá gần, có thể ngồi cách 2m, 1m rưỡi không nghe gì hết, nhưng mà cách 1m thì sẽ nghe. Do đó khi anh em mở cái âm thanh gì đó nhạy cảm, anh em nhớ lưu ý ha, đừng mở lớn quá, và biết được cái khoảng cách nào thì người ta sẽ nghe được để chúng ta điều chỉnh âm lượng cho nó đúng. Khi mà anh em mở nhạc, cái nhạc nó có nhiều tiếng bass á, và mở lớn á, thì cái loa nó sẽ rung ha, cái rung tự nhiên của cái loa thôi, lúc nào cái loa nó rung thì chúng ta mới nghe được. Thì cái rung đó nó sẽ dẫn xuống cái xương ha, hai cái xương đòn này, anh em cảm nhận được cái điều đó.
Do đó là anh em nên thử nó ở ngoài tiệm trước khi anh em mua, xem là anh em có thể chịu được cái rung đó không. Khi anh em không quen với những cái thiết bị rung thì nó rung anh em khó chịu. Và anh em nhớ rằng là cái tai này chỉ là loa đeo ngoài thôi. Chúng ta sẽ có được cái sự thoải mái của cái tai, không có cấn với lại những cái gì đó như tai nghe. Và chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với những người xung quanh, kể cả khi chúng ta đang nghe nhạc, nghe âm thanh. Cho nên là nó không có tính năng cách âm. Như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn anh em.